Thưa quý vị, trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 2 tháng 7, ông James O'Brien, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu nhấn mạnh, nếu Nga cố gắng mở rộng mặt trận hiện tại, Mỹ có thể sẽ cho phép Ukraine tấn công ở khoảng cách xa hơn. Theo ông O'Brien, hiện tại Nga đang mất khả năng tiến quân do Ukraine gần đây tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây để phá hủy tài sản quân sự của Nga gần biên giới. Tuy nhiên, ông O'Brien nói thêm rằng, hiện ưu tiên của Mỹ là cung cấp vũ khí cho Ukraine và cho phép Ukraine sử dụng chúng vào những khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất. Đầu tiên, đó là khu vực mà Nga đang tiến hành cuộc tấn công vào Kharkov. Nhưng nếu Nga cố gắng mở rộng mặt trận này, Ukraine sẽ được phép tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách xa hơn. Trước đó, đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Washington cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công cho các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, giáp biên giới Ukraine. Nói cách khác, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi được Moscow sử dụng để thực hiện các vụ tập kích Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow, cũng như Điện Kremlin. Washington cũng được cho là giới hạn loại vũ khí mà Kiev có thể sử dụng. Kiev được cho là có thể sử dụng pháo phản lực động cơ cao, nhưng Washington vẫn cấm Kiev dùng hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội có tầm bắn lên đến 300 km để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong diễn biến liên quan, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky cho biết, tiền tuyến giữa Ukraine và Nga gần đây đã được mở rộng khi giao tranh dữ dội tiếp diễn ở vùng Pokrov và Torez. Tờ Kiev Independent dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, cường độ giao tranh ở các khu vực khác của tiền tuyến gần đây đã giảm bớt. Tuy nhiên, khu vực Torez ở Donetsk đã trở thành một điểm nóng trong những tuần gần đây. Ngoài ra, giao tranh ác liệt với các cường độ khác nhau cũng đang diễn ra. Kurakov, Vremivka, Kramatorsk và Kharkiv. Theo báo cáo cập nhật mới nhất ngày 2 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong tháng 6, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công gần Torez sau một thời gian tạm lắng giao tranh trong khu vực. Nga đã thực hiện 17 cuộc tấn công theo hướng này. Tướng Syrsky thông báo tình hình ở khu vực Pokrov khá khó khăn. Nga muốn chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine đã luân phiên các đơn vị tấn công, loại bỏ các đơn vị mà lực lượng tấn công đã mất khả năng chiến đấu. Tướng Syrsky cho biết, mặc dù các đơn vị của ông được tăng cường lực lượng dự bị, nhưng khu vực này vẫn cần được chú ý thường xuyên và bổ sung thêm đạn dược cũng như hỏa lực. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder, một số phi công Ukraine đã hoàn tất khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và sẽ tiếp tục tập huấn ở châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2 tháng 7 cho biết, trong cuộc họp với người đồng nhiệm Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc rằng Washington sẽ sớm công bố một gói viện trợ trị giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, vũ khí chống xe tăng và các loại đạn dược quan trọng khác. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự kể từ năm 2022. Song hiện có nhiều lo ngại về các khoản hỗ trợ trong tương lai của Washington tới Kiev nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc có thể nắm giữ chìa khóa giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg ngày 2 tháng 7, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng lớn đến Nga tới mức Bắc Kinh có thể khiến cuộc xung đột ở Ukraine khép lại chỉ bằng một cuộc điện thoại. Cụ thể, Tổng thống Phần Lan nói, một cuộc gọi từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nếu ông Tập nói giờ đã đến lúc thương lượng hòa bình, Nga sẽ buộc phải làm vậy. Tổng thống Phần Lan cho rằng Moscow lúc này không có nhiều lựa chọn. Tổng thống Phần Lan cũng cho biết, Nga sẽ buộc phải bắt đầu đàm phán với Ukraine nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc nhất quyết yêu cầu điều này, vì theo ông Stubb, Nga không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời, ông Stubb tin rằng hiện không thể đề cập về lệnh ngừng bắn và kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Kiev.
Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, việc chấm dứt xung đột Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Quốc gia luôn bảo vệ các quy tắc quốc tế liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Stubb cho biết, điều này thể hiện sức lãnh đạo của Trung Quốc. Hiện Bộ Ngoại giao Nga và Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của Tổng thống Phần Lan. Cũng theo Tổng thống Phần Lan, việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ là mối quan tâm của Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng về một giải pháp hòa bình để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Hồi tháng 5, khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mong muốn của Trung Quốc về việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế có sự tham gia của cả Nga và Ukraine. Trung Quốc đã không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6, trong khi đó Nga cũng không được mời dự sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng ngày 31 tháng 5 về hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và tất cả các đề xuất hòa bình phải được thảo luận công bằng và bình đẳng. Ukraine vừa tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về các giá trị rất quan trọng như độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ukraine sẽ không thỏa hiệp các giá trị hoặc toàn vẹn lãnh thổ của mình để kết thúc cuộc chiến với Nga, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Yermak, nói với các phóng viên vào ngày 3 tháng 7 khi bình luận về những tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về kế hoạch thực hiện điều này. Hai cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump gần đây cũng đề xuất kế hoạch sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý tổ chức đàm phán hòa bình với Nga. Tờ Politico dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay, ông Trump cũng được cho là đang xem xét khả năng thực hiện một thỏa thuận với Nga để ngăn chặn một số quốc gia, bao gồm Ukraine và Georgia, gia nhập NATO trong tương lai. Ông Yermak nhấn mạnh trong chuyến thăm Washington rằng, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các giá trị rất quan trọng, về độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Yermak cho hay, nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, Ukraine sẽ vận động hành lang với chính quyền mới của Mỹ để Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev. Ông cũng nhấn mạnh thêm, Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Washington và theo các cuộc thăm dò dư luận, người dân Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine sau hơn 2 năm xung đột. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News của Anh ngày 2 tháng 7, khi được hỏi liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đàm phán giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ hay không, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin nói rằng rất khó. Ông Kalin nói, trước hết ông ấy cần trở thành Tổng thống Mỹ, thứ hai cần phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện điều này, và điều đó phụ thuộc vào loại điều khoản nào sẽ được thực hiện. Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dự thảo thỏa thuận gần như đã được ký kết giữa Nga và Ukraine hồi đầu năm 2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và đó có lẽ là một nền tảng tốt. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả ông Donald Trump, nên suy nghĩ thực tế về tình hình thực địa. Ông Kalin cũng cho hay, Nga sẽ không dừng các cuộc tấn công, ngay cả khi các cuộc đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine được tiến hành. Ông Kalin nhấn mạnh, chúng tôi đang tiến công, thật sai lầm khi nghĩ rằng có sự bế tắc ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có sự đóng băng nào cả, chúng tôi đang tiến công và đang giành được lợi thế trên chiến trường. Đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã xung đột với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết. Theo trang tin RMX, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzhny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Syrsky vì đã từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Syrsky cho rằng cuộc phản công này là vô ích, việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa và đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng ông đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp thì một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Syrsky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị.
kênh Telegram Legitimate của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết, tướng Syrsky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Yermak, người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của Ukraine, chỉ dưới quyền Tổng thống. Thái độ bất tuân của tướng Syrsky được cho là đã khiến ông Zelensky và ông Yermak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế cho Tổng tư lệnh Ukraine. Đầu năm nay, ông Zelensky đã bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrsky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho ông Valery Zaluzhny. Tướng Syrsky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Syrsky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium, Balaklia, Kupiansk và các thành phố khác đã rơi vào tay Nga hồi đầu chiến sự. Tướng Syrsky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, tướng Syrsky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023. Ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine.